Chúng ta đang sống giữa thời đại đổi mới, bước vào kỷ nguyên số, nơi người ta dần lột bỏ những thứ cũ kỹ và thay vào đó những xu hướng mới để tiếp cận đồng hơn với sự nhiều nguyên nhân đã dẫn đến việc đứa trẻ sinh ra có một mái ấm hạnh phúc.
cũng như bao năm Tết lại đến xuân lại về, nhiều người nhà nhà vui mừng đón Tết. Còn lúc đó là những em nhỏ nhà của chúng ta qua chương trình sinh hoạt hôm nay, chúng em mong muốn các bạn còn mở ra chúng ta cần chia sẻ những gì có lòng tự thống hơn và tinh thần vật chất để mọi người đóng góp tốt một chút để ấm lên. Thì cháu mà đã nói lá rành đụng lá rách, một miếng thì nói bằng mọi gói thì no. Mà đó cũng chính là đạo lý của dân tộc Việt Nam. Chương trình Tết yêu thương của chi đội lớp 722 xin đến đây gửi Tết kết lại. Chúng em xin chúc quý thầy cô